Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin về cái chết của ông Vũ Tiến Lộc. Ngày 7 tháng 8, một nguồn tin nội bộ tiết lộ cho Thời báo.de về nguyên nhân cái chết của ông Vũ Tiến Lộc như sau. Ông Vũ Tiến Lộc sinh năm 1960, quê quán Thái Bình, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, nguyên Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã chết bất thình lình. Và đây là hình tiến sĩ Vũ Tiến Lộc tặng sách cho Tổng Trọng năm 2011. Theo báo điện tử VN Express, ông Vũ Tiến Lộc bị đột quỵ và qua đời ở tuổi 64 vào lúc 5 giờ sáng ngày 5 tháng 8 năm 2024. Nhưng nguồn tin từ phía gia đình cho biết ông đã uống thuốc độc tự sát. Ông có để lại di chúc nhưng không đề cập đến lý do chọn cái chết. Hiện nay, gia đình từ chối cho cơ quan pháp y giám định. Vợ ông Vũ Tiến Lộc cho biết cách đây 2 tuần, ông có đi ăn tiệc với gia đình Nguyễn Xuân Phúc và Trần Thị Nguyệt Thu. Khi về nhà, ông tỏ ra buồn phiền và ít nói. Được vợ gặng hỏi thì ông trả lời, ông Xuân Phúc dặn anh nên đi xa một thời gian, yên ổn rồi về. Căn nguyên sự việc là trong thời gian từ khi ông Nguyễn Xuân Phúc làm phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ cho đến lúc làm thủ tướng, giai đoạn năm 2006 đến năm 2021, ông Vũ Tiến Lộc đã dẫn bà Trương Mỹ Lan đến gặp và giới thiệu mối quan hệ đi lại với ông Phúc, cũng như bà Lan nhiều lần nhờ ông Vũ Tiến Lộc đưa tiền, quà biếu cho ông Phúc. Được biết, ông Lộc nổi tiếng với biệt tài là thích nịnh, cứ gặp lãnh đạo là ông cười và nịnh bợ một cách vô hồn, không cảm xúc thật. Và đây là hình vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc, Trần Thị Nguyệt Thu. Hiện nay, ông Vũ Tiến Lộc đã qua đời, nhưng con đường đi vào lao lý của nguyên Thủ tướng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nguyên đệ nhất phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu có lẽ không còn có vùng cấm. Cổ nhân có câu, ác giả ác báo, thật đúng trong hoàn cảnh này, việc gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Trước đó, ngày 4 tháng 8, trong bản tin Nguyễn Xuân Phúc sắp bị bắt, Thời báo.de đã loan. Ông Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch nước Việt Nam, đang bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương gọi lên làm việc liên quan đến tài liệu chứng minh nhận hối lộ của Trương Mỹ Lan, Cao Minh Trí và Phan Quốc Việt. Hiện nay, Nguyễn Xuân Phúc và Trần Nguyệt Thu bị cấm xuất cảnh. Khi đang làm Thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc dùng Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Trung tướng Trần Văn Vệ, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, để khởi tố, bắt giam nhiều cán bộ, doanh nghiệp để trả thù cá nhân, cũng như tiêu diệt đường chính trị của họ nhằm rộng đường thăng tiến của mình. Và đây là hình Trung tướng Trần Văn Vệ. Điển hình như vụ án liên quan đến Vũ Nhôm, tức Phan Văn Anh Vũ, khi chứng cứ kết tội dựa vào suy đoán của cơ quan tố tụng, người bán đất công vụ là nhà nước, là nguyên nhân phạm tội, thì không xét xử mà lại kết tội người mua. Thực trạng này phản ánh nền tư pháp của Việt Nam không dựa trên hiến pháp, công lý hay sự thật, mà tùy thuộc vào ý chí chủ quan của lãnh đạo vào việc mua bán công lý. Nguyễn Xuân Phúc còn cướp cảng Quy Nhơn, công ty cổ phần cảng Quy Nhơn do doanh nghiệp tư nhân ông Lê Hồng Thái quản lý, để chuyển giao cho con rể là Vũ Chí Hùng, còn nguồn tiền đầu tư ông Phúc yêu cầu Đỗ Quang Hiển, tức Bầu Hiển, chi ra. Phúc còn dùng Trung tướng Trần Văn Vệ để khởi tố bắt giam nhiều phái cánh của Tô Lâm và Trần Đại Quang, chẳng hạn như vụ án của Đại tá Nguyễn Duy Linh, Cục Phó Cục Tình báo Bộ Công an, con trai Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, thủ trưởng cũ của Tô Lâm. Đây được xem là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mâu thuẫn giữa ông Phúc và Tô Lâm. Sắp tới, Nguyễn Xuân Phúc có thể bị khởi tố nhận hối lộ, còn Trung tướng Trần Văn Vệ có thể bị khởi tố vì liên quan đến tội bỏ lọt tội phạm và bảo kê đánh bạc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin về cái chết của ông Vũ Tiến Lộc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin điểm lại những sự kiện chấn động trong chính trường Việt Nam năm 2024. Ngày 5 tháng 8, BBC Tiếng Việt có bài diễn biến trời long đất lở trên chính trường Việt Nam năm 2024. BBC nhận định bức tranh chính trị Việt Nam đã trải qua một năm 2024 đầy bất ngờ, chấn động, với việc mới nhất là ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư. Nhiều nhà quan sát chính trị Việt Nam nhận xét rằng những sự kiện từ đầu năm 2024 đến nay có thể được ví như những cơn địa chấn chính trị. Và đây là hình bài trên BBC. BBC điểm lại các diễn biến quan trọng trên chính trường Việt Nam từ đầu năm đến nay như sau. Ngày 26 tháng 4, Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi giữ tất cả các chức vụ trong Đảng và Nhà nước. ngày 2 tháng 5, Quốc hội Việt Nam họp bất thường, bỏ phiếu kín miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội của ông Vương Đình Huệ, đồng thời cho ông thôi làm đại biểu Quốc hội. Ngày 16 tháng 5, Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, Hội nghị Trung ương Chính đã cho thôi giữ các chức vụ, cho nghỉ công tác đối với bà Trương Thị Mai, thường trực Ban Bí thư. BBC cho biết, thông cáo của Trung ương Đảng đối với các trường hợp Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai đều không nêu rõ vi phạm cụ thể là gì. Có tin bà bị dính đến sai phạm tại dự án Đại Ninh, Lâm Đồng, nhưng cũng có tin bà bị hàm oan và nghỉ việc do quá chán ngán chuyện đấu đá nội bộ. Ngay chiều ngày 16 tháng 5, tại Hội nghị Trung ương Chính, Bộ Chính trị đã phân công Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, làm thường trực Ban Bí thư thay cho bà Trương Thị Mai. Cùng ngày 16 tháng 5, Hội nghị Trung ương Chính đã bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị. Ngày 20 tháng 5, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2026. Sáng ngày 22 tháng 5, Bộ trưởng Công an Đại tướng Tô Lâm được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Và đây là hình cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. BBC nhận xét, trong vòng 3 năm qua, người Việt đã chứng kiến 3 lần tuyên thệ nhậm chức của 3 chủ tịch nước khác nhau. Trong đó, 2 người đã bị miễn nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ là ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Võ Văn Thưởng. Ngày 3 tháng 6, Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư, đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, thay cho ông Lê Minh Hưng, sau khi ông Hưng trở thành trưởng ban tổ chức Trung ương, thay bà Trương Thị Mai. Chiều ngày 6 tháng 6, Thượng tướng Lương Tâm Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, trở thành tân Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026. Ngày 21 tháng 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Trước đó, ông Dũng đã thôi chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. BBC dẫn kết luận của Bộ Chính trị. Theo đó, Đảng ủy Bộ Tài chính giai đoạn năm 2016 đến năm 2021, khi ông Dũng làm Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Tài chính, đã thực hiện không đúng, không đầy đủ chức năng, nhiệm vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và quản lý nhà nước về ngân sách liên quan vụ AIC. Và đây là hình tân Tổng Bí thư Tô Lâm. Ngày 17 tháng 7, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Dân vận Trung ương, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ năm 2020 đến năm 2025. Ngày 18 tháng 7, Bộ Chính trị ra thông báo về tình hình sức khỏe của Tổng Trọng, đồng thời phân công Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì công việc của Đảng. Ngày 19 tháng 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời lúc 13 giờ 38 phút tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Sáng ngày 3 tháng 8, tại hội nghị bất thường của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm đã được bầu làm Tổng Bí thư, nhiệm kỳ Đại hội Đảng 13. Ông được Ban chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin điểm lại những sự kiện chấn động trong chính trường Việt Nam trong năm 2024. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.